Đối với những người đến về từ các tỉnh thành phố có số mắc cao như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và những người đến về từ các khu vực nguy cơ cao cấp độ 3 vùng cam, nguy cơ rất cao cấp độ 4 vùng đỏ, nếu chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền thì thực hiện theo quy định sau đây. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày đầu tiên khi đến về Quảng Ngãi. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Tiếp tục thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 7 kể từ ngày về địa phương.